Vâng, xin chào các bác nhé, xin chào các chú, xin chào các bạn. Đây là bên cháu đang lắp một con xe 3 bánh màu đỏ cho một bác ở Đông Anh. Bác vẫn thích màu đỏ là một trong những màu bị ưa chuộng nhất đúng không ạ? Đây, tất cả xe đã được kiểm tra các thứ cẩn thận, đây các bạn có thể nhìn nhá. Vẫn là bình Yamoto H7 nhá. Đấy, bình cao cấp nhất của Yamoto, một quả bình nặng 7,2 cân, bảo hành 18 tháng cho quý vị luôn. Đấy, rất là yên tâm đúng không ạ? Nên mình thì bán xe ba bánh cũng như phương châm đúng không ạ? Tất cả mọi người là đều là rất là những người khó khăn và những người đều là những người có tuổi. Họ đã cố gắng để tích góp tiền để mua được chiếc xe, đối với họ là một tài sản rất là lớn. Bên mình phải làm cẩn thận nhất có thể. Đấy, những bộ bình phải chọn những bộ bình tốt nhất cho khách hàng, chứ không như một số đơn vị là họ có thể lắp bình bình thường thôi hoặc là bình rẻ chẳng hạn, thì cái đấy là bên mình không đồng ý. Đấy, đấy, có thể quan sát nhé. Đấy, xe đây, đèn này, đây phanh này, nhựa nhiếc này, rất là đẹp luôn đúng không ạ? Xe mới mà. Mình lắp xong thì mình sẽ mang cho bác, thì mình sẽ quay video các bạn xem nhé. Đấy. Anh kỹ thuật bên mình, anh đang tháo bình để đấu bình đây. Anh nhấc quả bình ra cho các bạn xem. Đấy. Trong hộp bình đã có sẵn dây đấu bình, và trong bình bên mình, bình xịn bên mình có cốc cũng có sẵn dây đấu bình luôn nha các bạn nhé. Đấy. Đấy. Nhấc quả bình Yamoto H7 ra cho các bạn nhìn. Đấy. Đấy, bình Yamoto H7 nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Thông số là 30A nhá. Đấy, rất là xịn sò luôn nhé. Các bác có thể yên tâm, cũng như các bạn mua cho người nhà hay là mua cho ai đó thì các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng bên mình nhé. Đấy. Ok, lát nữa thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nhé. Xe đã lên thùng các bạn nhé. Bên mình sẽ chuẩn bị đi ra cho bà khách ở Đông Anh. Đấy. Mình sẽ giao đến và hướng dẫn bà đi thử nhé. Đấy, cô đi thử, cô thử cho bà. Đây là mua xe cho bà, đây bà đây. Bà gần 90 nhưng bà quá khỏe luôn. Bà quá khỏe luôn. Hả? Bà gần 90 nhưng bà quá khỏe. Mà đi quen thích lắm. Muốn vòng này, như này, vòng này, vòng như hẳn như này. Nhưng mà cô này đi quen thích đúng không? Đây, đây này, bây giờ vòng này. Không có cái nào phù hợp hơn cái này cả, biết nó về xe. Đi thích đâu? Đi này đây. Tay mình muốn bằng ở đây, mình muốn bằng ở đây, mình muốn bằng ở đây. Đây. Thích bằng nào bằng này, này thích bằng nào bằng này. Quá đơn giản. Cái này thì thực ra ngoài đi vài lần là nó quen. Đầu tiên là mình thế thôi, không khuyên đấy. Vâng. Không phải đi giỏi chứ ta không đi được chứ. Đầu tiên là mình như thế là không đi được nữa. Đây là bà ơi. Đang gặp rồi ạ. Bà muốn bằng cái bên này thì bà cũng bằng hết thôi. Lùi là nó có cái thế Trung Quốc là mình đang lùi, đang cảnh bóng nguy hiểm ạ. Rồi đây bà trèo lên, bà đi thử. Bà ơi, đây con bảo bà như này nhá. Không cần phải tháo đâu bạn, để cho để sau này nữa là mình dùng. Thế nào lúc nào tháo thì. Đây nhá, bà để một chân lên đây. Đây bà để một chân như này con. Đấy. Rồi, bà cứ kéo ra thôi. Kéo từ từ. Khi nào mà bà thấy nguy hiểm bà nhả tay ra. Hoặc là bà dùng chân này, thanh chân đi. Khi nào bà nguy hiểm bà bỏ cái này. Đấy, bà chỉ cần cầm bà cứ bỏ hẳn tay ra lại được đây. Bà ga là đi đâu, khi nào bà nguy hiểm bà dẫm chân bà nhả hai tay ra. Đấy, bà kéo đi. Bà ga đi. Kéo nhẹ nhàng. Đấy, kéo từ từ lên. Cần thì dẫm chân, đấy là phanh. Nhả thẳng, đừng có đánh đâu cả. Bà nhả đừng có tì mạnh. Không được tì bạn, khi nào nguy hiểm ấy tì. Có phanh. Bà phải chỉnh ra, bà tức là bà phải thả lỏng nhá. Bà đừng có cứng tay làm gì cả. Đấy. Bà lái sang bên nào thì bà lái bên đấy. Bà đi sang bên trái thì bà đánh lái sang bên trái, mà đi sang bên phải đánh lái sang bên phải. Bà thì mình dẫm chân mà, là khi nào mình không kiểm soát được mình dẫm chân mà. Bà cứ ga nhẹ thôi, bà cứ ga chậm chậm thôi. Đấy, bà cứ đi nhả và đừng đạp. Bà dẫm chân. Bà vặn tay ra quá nhẹ, quá mạnh. Bà vặn nhẹ nhẹ. Bà vặn từ từ nên bà không phải đạp. Anh chỉnh cái đầu ra bên này. Bà đã dẫm chân. Không, bạn không làm, bạn chỉ để. Đừng đạp, nhả chân. Cùng lắm thì đâm vào tường mấy lần. Không bao giờ việc gì, người không việc gì được. Mà vòng tay lái bên này bà ơi, bà lái tay lái ra cho con. Đi về đâu thì lái bên đấy. Đấy vào vòng đi, bằng cái vòng đi. Vài hôm nào bà quen ngay mà. Đúng rồi. Tối bà sẽ đi được. Đấy, bà đừng kéo ra mạnh quá, bà cứ kéo rất từ từ thôi. Bà quyết tâm. Đã không đi được là hốt rồi, như cây xe ở Bến Trung có cho không dám lấy. Có 4.8 triệu thôi, nhưng mà nó có hai vành không phải như thế này. Đây ngồi đoàn hoàng này. Đây là nó có động cơ, nó cân bánh một bên anh ạ, một bên nó đi lịa. Đi rồi, quyết tâm lấy. Nhưng mà dạy tao từ giờ ăn chốc nhá. Vâng ạ. Cứ hành đắt cho tao đi. Dạy cho bà tí mà đấy. Vâng, bà cứ... Đưa chữa để nắng, bây giờ đang nắng. Bà quyết tâm đi được là đi. Quyết tâm là đi. Bà ơi. Không có máy nổ, đây là chạy điện hoàn toàn. Bà cái này dạy dạy. Có bình ác quy. Xe thì có bình ác quy được. Hai là xe nó có giảm tiếng số lùi. Trường hợp mình muốn ngồi xe nó không phải rất rất ngồi. Bà sẽ nói tiếng Trung Quốc. Bà, con dạy bà. Hay là con này nó có tới 3 cái phanh, hai bên hai phanh và một cái phanh chân này. Cái phanh bên phải thì là phanh bên phải. Phanh nào cũng phanh được hết ạ. Phanh được hết tất cả.